Hello cả nhà, Ngọc đã làm xong 100 hũ nước hoa khô nhé mọi người. Một hũ bây giờ bán với giá là 50 ngàn một hũ ha, bình ổn giá luôn nha. 150 là được 3 hũ thì Ngọc sẽ tặng cho một hũ son dưỡng gắt chị thâm môi. Một hũ á, đấy. Mọi người mua hàng có thể inbox cho Ngọc, hiện tại có khoảng 15 mùi đến 20 mùi. Tại vì còn 5 mùi nữa Ngọc chưa có làm tem kịp ha. Bây giờ là có 15 mùi. Thì mọi người muốn mua mùi nào thì cứ inbox cho Ngọc. Hiện tại đang có mùi So Sexy, Good Girl, Amia, Just, Vesca, Ruby Pop, gọi gì nữa ta, nhiều quả hương, hoa nhài, dân dân ha. Còn có thêm mà có gì Ngọc sẽ liệt kê trong cái comment cũng có cái video này nhé. Còn có thêm hương cỏ, đúng rồi, hương cỏ, mùi hương cỏ rất là ok nha, mà Ngọc thấy hiện tại là mùi hương cỏ rất là nhẹ nhàng và dễ chịu nhất. Còn những mùi khác như So Sexy, 212 Sexy, Chết là những mùi được ưa chuộng nhất hiện nay, hoặc là Win với Good Girl, và mùi Mid là mấy mùi này để hiện tại đang là nhu cầu của mọi người rất là tăng, mùi rất là ưa chuộng hiện nay bên shop của Ngọc ha. Một hũ như thế này chỉ có giá là 50 ngàn một hũ. Ở ngoài thị trường Ngọc đảm bảo với mọi người không tìm được giá rẻ hơn giá này đâu. Một hũ ở ngoài có thể bán từ 100 đến 200 ngàn một hũ nhé. Đảm bảo là hàng rất là an toàn, tuyệt đối nguyên chất, nguyên liệu từ thiên nhiên chứ không có pha cái tạp chất gì cho trong đó nhé mọi người. Ngọc chọn nguyên liệu là nguyên liệu cao cấp và chất lượng nhất, chứ không có bán cái kiểu mà trộn hàng này hàng kia vô. Nên mọi người cứ yên tâm, cái này dưỡng da rất là tốt nha. Mọi người có thể dùng để dưỡng da, da tay hoặc là da tay, da cổ của mình ha. Với lại Ngọc cũng nói luôn, nước hoa khô thì cái tỷ lệ sáp nó nhiều hơn nước hoa. Thì Ngọc cũng nói luôn là cái tỷ lệ như vậy thì cái lưu hương của nước hoa khô trên cơ thể của chúng ta nó sẽ ít hơn với là chai nước hoa xịt 100% là từ chai xịt. Nên mọi người đừng có so sánh với chai nước hoa khô với chai nước hoa kia. Nước hoa khô thì á, mọi người thoa phải giữ được từ 4 đến 6 tiếng, nhưng mà tùy cơ địa của mỗi người. Tại vì Ngọc cũng gặp rất nhiều trường hợp hỏi tại sao lưu hương không được lâu, thì Ngọc cũng nói luôn từ cơ địa của mỗi người từ 4 đến 6 tiếng. Nhưng có những bạn cơ địa không hấp, không có, nói chung là không có giữ mùi được lâu á, thì khoảng 1 đến 2 tiếng. Có những bạn thì 5 10 phút. Đó là tùy vào cơ địa mỗi người nha, chứ không phải là nước hoa khô á, là nó giữ lâu và lâu luôn. Có nhiều người phản ánh đó, nên mọi người có thắc mắc vì sao mà nước hoa khô giữ mùi không lâu, thì hôm nay Ngọc sẽ giải thích luôn cái vấn đề đó cho mọi người rõ hơn. Có những bạn dùng nước hoa của bên Ngọc lưu hương từ 6 tiếng đến 8 tiếng luôn nhé mọi người, đó là một sự thật 100% luôn nha, chứ không phải là Ngọc nói xạo đâu. Có những bạn thì lưu hương từ 4 đến 6 tiếng, có những bạn thì ít hơn, tùy vào cơ địa. Nên mọi người mua hàng thì cứ có thể cân nhắc sử dụng ha. Tại vì cái tỷ lệ nước hoa khô với cái nước hoa xịt nó khác nhau hoàn toàn, mọi người thấy không? Nước hoa khô á thì cái lượng sáp của nó nhiều hơn, cái phần mà tinh dầu nó ít hơn, thì cái độ lúc mà mọi người thoa lên thì nó sẽ giữ mùi ít hơn là đúng rồi. Còn như nước hoa xịt thì mình xịt 100% là nước hoa lên cơ thể của mình luôn, thì cái lượng giữ lại nó sẽ nhiều hơn là nước hoa khô đấy. Rồi mọi người có thắc mắc gì á thì cứ comment dưới cái video của Ngọc ha, thì Ngọc sẽ hướng dẫn hoặc là Ngọc sẽ giải thích từng vấn đề mọi người thắc mắc của cái sản phẩm bên Ngọc nhé. Và ví dụ như về thuốc bắc tái tạo trị mụn hoặc là serum đặc trị mụn hiện tại, thảo dược đặc trị mụn hiện tại của Ngọc á, mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment, Ngọc sẽ quay một cái clip giống như thế này và Ngọc sẽ nói về cái vấn đề nước hoa nó như thế nào, hoặc là thuốc nó như thế nào, cách để sử dụng như thế nào là hợp lý nhất. Mọi người có thắc mắc thì cứ comment trong video nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của Ngọc.